Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một tài liệu đi đây. đây là tài liệu được chia sẻ bởi sàn Binance Thì ngoại trừ các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin đang được giữ bởi những con hot dollar đó ngày lại càng nhiều hơn Các bạn không thấy được là nhiều Bitcoin trên sàn Ngoại trừ đó ra thì trên thực sự đó các bạn thấy được là tổng số lượng Bitcoin là 21 triệu BTC Nhưng mà cái số Bitcoin đó bị mất đi chuẩn đoán đó là 3,7 triệu Bitcoin đã bị mất đi rồi thì tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là những cái Bitcoin này đó À, những cái thời điểm đầu tiên đó, khi mà bitcoin đào đó thì đào à, rất là dễ và thậm chí là bitcoin lúc đó nó không có đáng giá cho nên có nhiều người đó có bitcoin nhưng mà họ không có bảo quản kỹ cái khóa cá nhân khiến cho họ mất khóa cá nhân hay là họ có thể đào bitcoin sử dụng cái máy vi tính hồi xưa đó cái bạn như máy vi tính thôi là đào đã đào được rồi thì ngay cả thần cũng có người bạn đã đào được 6 bitcoin nhưng mà cuối cùng bán máy vi tính lúc đó bitcoin không đáng giá cho nên đã quyết định là lúc đó là quá phiền phức nếu như cần phải kiếm cách khác để mà lưu trữ cho nên xóa Bitcoin đi thì nó lẻ hơn thì thành ra người này đã xóa luôn cái khóa cá nhân và xóa cái ví rồi bán cái laptop đó cho người khác các bạn có biết là laptop đó bây giờ đáng giá bao nhiêu hay không các bạn lấy 6 Bitcoin nhưng cho cái mức là 50.000 đô thì cái laptop đó là 300.000 đô bây giờ nhưng mà không chấp được lúc đó Bitcoin nó không phải như bây giờ các bạn thấy được bây giờ các bạn có rất là nhiều những cái ví khác nhau các bạn có thể lựa chọn ví này ví kia các bạn có thể lựa chọn ví trên máy vi tính ví trên điện thoại ví lạnh nhưng mà thời điểm những năm như là 2010 2011 thì các bạn đâu có nhiều cái sự lựa chọn đó đâu cho nên nhiều người cảm thấy phiền phức vì lý do đó có rất nhiều Bitcoin đã bị mất đi và làm sao biết là những Bitcoin đã bị mất tại vì các bạn thấy được nhiều Bitcoin đã, đã không di chuyển 5 năm, 10 năm thì trong khoảng thời gian đó mà các bạn chỉ cần tham gia thị trường này vài tháng thôi các bạn cũng đã được cái sự tăng trưởng và đi xuống mạnh như thế nào rồi thì các bạn hãy được là chúng ta chỉ tính riêng năm nay thôi thì đã thấy là Bitcoin đi từ 20.000 lên tới 65.000 rồi xuống chỉ còn 29.000 bây giờ trở lên 50.000 thì các bạn thấy là trong thời gian chưa tới một năm thôi là giá đã dao động như vậy rồi Chứ đừng có nói là các bạn tính ở những thời gian cái này 5 năm hay là cái đây 6 năm, 7 năm Thì các bạn nghĩ là một người nào mà có thể là thấy tài khoản của mình nhân nhiều như vậy hay là xuống nhiều như vậy mà không có di chuyển Bitcoin cho nên người ta chứng đoán đó là ba phê ở Bitcoin đã bị mất rồi Tại vì cái số Bitcoin đã không thấy di chuyển Mặc dù là giá cả tăng chứng mạnh bao nhiêu trong vòng 10 năm qua Hay là chứng mạnh bao nhiêu trong vòng 10 năm qua Họ vẫn không di chuyển Thì kế tiếp nữa Các bạn thấy được là Satoshi Nakamoto đó Thì chẩn đoán là có nhiều địa chỉ biết khác nhau Nhưng mà chẩn đoán là những ngày đầu tiên đó Thì Satoshi Nakamoto đã có được khoảng chừng là 1,1 triệu Bitcoin từ năm 2009 Thì cho đến bây giờ các bạn rồi, chúng ta thấy cái số lượng đó nó đã không được di chuyển và sau thông của Moderna, chúng ta cũng không biết có phải là một người hay là nhiều người hay là còn sống hay đã chết chúng ta cũng đều không biết nhưng mà bây giờ ra nhiều người thì tin tưởng, tưởng là cái số lượng 1,1 triệu bitcoin này trên căn bản không còn có thể được di chuyển nữa và thêm vào đó nữa các bạn thấy được là lost private key sự nghĩa là mất khoác cá nhân thì khoảng chừng là 7.500 Bitcoin và kế tiếp là mất khóa cá nhân thì cũng đã chia sẻ với các bạn. Không chỉ riêng là mất khóa cá nhân mà nhiều người đó khi xưa đó người ta không hiểu hay là người ta vì lý do nào đó mà qua đời đột ngột đó nhưng mà người ta lại không nói cho gia đình biết là họ có Bitcoin hay là gia đình có biết đi nữa thì gia đình cũng không có biết cái khóa cá nhân là gì thì cái số lượng đó cũng nằm trong cái số lượng đã bị mất đi và cuối cùng là chúng ta thấy được được có một số Bitcoin đó không biết vì cái lý do gì đây là chuyện mà thường sẽ không bao giờ biết gửi đến cho cái địa chỉ ví mà không có khóa cá nhân hay là không ai biết khóa cá nhân nhưng mà vẫn gửi đến và cuối cùng là các bạn thấy được bây giờ đó chúng ta thấy được là khoảng 2.700 Bitcoin chúng ta biết đến đã gửi tới những cái địa chỉ mà không có khóa cá nhân hay là không có khóa cá nhân là gì vì lý do đó các bạn thấy được là trên căn bản chúng ta thấy được là 21 triệu Bitcoin nhưng mà trên căn bản chúng ta chỉ có khoảng chừng là 17 triệu mà thôi tại vì cái số lượng mất đi rất là nhiều rồi đây là cái thống kê được chia sẻ bởi Binance tuy nhiên đây chỉ là cái thống kê dựa theo những cái chứng đó mà thôi không ai có thể biết được nhưng mà sự thật thì thường nghĩ là cái số lượng Bitcoin nó có thể được di chuyển có thể được sử dụng Có thể được trade đó, thấp hơn 17 triệu sau này rất là nhiều Nhưng mà chúng ta bây giờ vẫn chưa có 21 triệu Chúng ta vẫn khoảng chừng là 18 triệu mà thôi Thì cái số lượng Bitcoin thật sự không tính những cái bị mất đi thì Chúng ta tính tới những cái Bitcoin mà được lưu trữ dài hạn trong những cái ví lạnh của những người mà ho đồ lâu dài đó thì các bạn cũng sẽ biết được là cái số lượng thật sự ở trên thị trường ít như thế nào. Điều này là một điều mà các bạn thấy được sẽ chia sẻ nhiều năm và giá Bitcoin đó trong thời gian dài hạn chỉ cần là chúng ta có cái nhu cầu thôi thì giá sẽ phản ảnh cái sự khan hiếm này của Bitcoin. Không chỉ riêng là Bitcoin khang hiếm mà 21 triệu mà Bitcoin còn thấp hơn 21 triệu rất là nhiều. Nói tới đây đó thì thường muốn chia sẻ một cái thông tin với các bạn, một thông tin mà nhiều bạn đã hỏi thường đó chính là muốn thường tiếp tục chia sẻ những đồng nào thường đang lưu trữ thì trước đây thường có một cái bản danh sách chia sẻ rất thường xuyên những cái thông tin này nhưng mà cái file đó đã bị hư cho nên đội thùng khác bây giờ đã làm lại cái file mới và đây là trang web mới À, và trong bếp này đó chia sẻ những gì mình thường đang lưu trữ nhưng mà thứ nhất đó như bạn có biết thường chia sẻ có hai lý do thứ nhất đó là thường chia sẻ để các bạn có thể biết được thường đang lưu trữ những cái đồng nào thì cái lý do thường chia sẻ đó cũng rất là đơn giản là thường muốn cho bạn có những cái thông tin là thường đang lưu trữ những đồng nào để khi mà thường chia sẻ những tài liệu hàng ngày đó thì các bạn có thể nắm bắt được dễ dàng hơn là thường nói về đồng này nhưng mà bản thân thường cũng đang đầu tư thường nói về đồng kia bên thường cũng đầu tư hay là thường nói về đồng nọ thường không có đầu tư thì thường nghĩ là nó sẽ tốt hơn để các bạn biết được thường vẫn đang lưu trữ những đồng nào và thường nên thì là một người mà cũng khá là bận tại vì thường vẫn còn công việc công ty thường vẫn còn rất là nhiều công việc thường phải lo cho nên nhưng không muốn dùng quá nhiều thời gian để mà tìm hiểu nhiều đồng khác nhau và đầu tư nhiều đồng khác nhau cho nên thường chỉ lựa chọn đầu tư một số đồng mà thường đã quan tâm từ nhiều năm nay và các bạn có thể thấy được đây là những đồng lớn nhưng mà thật ra lúc mà thượng đầu tư vào Cardano hay là BNB những đồng này đó là không có phải nằm trong top 10 nhưng mà bây giờ họ đã nằm trong top 10 rồi thì thì bây giờ ra thường chỉ còn có bốn đồng thôi là Bitcoin, Ethereum, BNB và Cardano trong đó chúng ta thấy được là Ethereum vẫn là đồng đứng thứ nhì nhưng mà trong danh mục của thường tại vì giá Ether tăng thì bây giờ đồng Ether đã là đồng đứng thứ nhất rồi với 37,5% Bitcoin là 32,06%. Và BNB là 15,21% và Cardano là 15,24%. Và trong thời gian thường nói đó thì các bạn được là chúng ta đã chứng kiến Cardano đã qua được 3 đô la rồi. 3 đô là 2 cent. Chúc mừng Cardano đã đạt được một cái all time high mới. Và trở lại đó thì trước đây thường có một cái đồng khác nữa đó chính là đồng XRP. Nhưng mà bây giờ không có đầu tư nữa. tôi sẽ chia sẻ với các bạn tại sao một lát nữa. Thì những đồng nào mà các bạn thấy được là thường không có lưu trữ không có nghĩa là đồng đó xấu chỉ là thường đã chia sẻ thường không có thời gian để mà theo dõi tại vì các bạn đầu tư thì bạn phải theo dõi thông tin tin tức để các bạn có thể biết được tình hình thường thì không có thời gian để mình theo dõi nhiều đồng cho nên thường chỉ bây giờ lưu trữ bốn đồng này mà thôi có thể thường thêm một hai đồng nữa sau này nhưng mà bây giờ chỉ có bốn đồng mà thôi đó là lý do chứ không phải là thường không đầu tư là tốt và thường đầu tư cũng không hẳn là tốt cái này chỉ là chia sẻ cá nhân mà thôi và nói tới xrp đó thì thường đã Chuyển XRP của mình thành Ethereum cũng cách đây rất lâu rồi Thì thường đã chia sẻ với các bạn đó Khi mà chúng ta nghe nói tới cái dự kiện của XRP Thì thường đã quyết định lúc đó là chuyển qua Ethereum Lý do thường đã chia sẻ trước đây thì cũng rất đơn giản mà thôi Tại vì lúc đó, đó thường tin tưởng là mùa bull run Thì thường nghĩ là Ethereum đó ít ra cũng không có bị kiện ở thời điểm hiện bây giờ Cho nên thường cảm thấy đó là cái sự lựa chọn an toàn hơn Cho nên thường đã chuyển hết XRP qua Ethereum và không chuyển cũng không được tại vì nhiều sàn như là Coinbase thường hay sử dụng rất nhiều sàn ở Hoa Kỳ đã không tiếp tục hỗ trợ XRP cho nên muốn lưu trữ cũng không có lưu trữ được nhưng mà khi mà XRP đã xong điều kiện này rồi thì thường có thể là suy nghĩ để có thể là add lại cái danh mục đầu tư của mình thì nói tới XRP đó thì tin tức mới nhất mà thường chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó là liên quan đến cái vụ kiện một lần nữa chúng ta đã biết là vụ kiện này đã bắt đầu từ năm ngoái thường nhớ là tháng 11 khi mà SEC khởi kiện công ty Ripple và hai cái founder nói là XRP là chứng khoán và không được đăng ký cũng như là nói là công ty Ripple đó bơm giá thổi giá XRP lên làm thiệt hại đến người đầu tư và điều kiện này đó, Thuận đã chia sẻ trước đây là tôi nghĩ là nhiều bạn nói là có thể là bao nhiêu tháng tôi nghĩ là 1-2 năm cũng là chuyện thường mà thôi mà chúng ta đã gần một năm trong điều kiện này rồi Thì cái chiến lược của công ty Ripple đó đã khác hơn nhiều so với thần tưởng tượng Chiến lược của công ty Ripple bây giờ ra không phải là chứng minh XRP không phải là chứng khoán Mà chiến lược của công ty Ripple đó chính là hỏi SEC tại sao lại nghĩ Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán và muốn nói là SEC có sự thiên vị liên quan tới Bitcoin và Ethereum và nếu như mà Bitcoin và Ethereum không phải là chứng khoán đó thì XRP cũng không phải là chứng khoán. Đây là chiến lược của bên của công ty Ripple. Thì thông tin mới nhất đó là công ty Ripple đã đòi hỏi SEC đó là bây giờ đó ở SEC những người mà làm việc cho ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ đó thì những người mà làm việc ở đây đó họ có thể đầu tư vào crypto hệ thông thì thông tin mới chúng ta nhận được đó là ở SEC hiện bây giờ đó họ không có cái quy định là những người làm việc cho họ được quyền hay là không được quyền có nghĩa là những người nào làm việc SEC đó thì về phương diện chứng khoán họ có những cái chứng khoán họ không thể đầu tư được tại vì họ là người quản lý thì chứng khoán cho nên nếu như mà họ đầu tư do một số chứng khoán thì sẽ dẫn đến cái sự thiên vị xảy ra hay là xung đột lợi ích nhưng mà liên quan đến crypto đó thì hiện bây giờ là người làm việc cho SEC đó có thể đầu tư bất cứ crypto nào mà họ muốn có nghĩa là Bitcoin, Ethereum, XRP đều được hết chứ không có hạn chế bất cứ một crypto nào thì cũng đơn giản thôi tôi nghĩ là tại vì Bitcoin, Ether, XRP cho đến bây giờ vẫn chưa được chứng minh là chứng khoán cho nên vẫn chưa được chứng minh là chứng khoán cho nên vì lý do đó SEC vẫn chưa có những cái quy định liên quan tới được đầu tư vào crypto nào không được đầu tư vào crypto nào điều này thì sẽ dẫn đến cái gì thì thuận cảm thấy được là việc mà một người làm việc cho SEC đầu tư vào đồng nào cũng không quan trọng đâu nhưng mà cái mà thuận muốn chia sẻ đây đây thuận nghĩ là cái vụ kiện này có thể đã gần kết thúc rồi và cái mà thuận hy vọng đó là kết thúc là hai bên bắt tay với nhau và công ty Ripple sẽ đồng ý đóng phạt nhưng mà lại sẽ tiếp tục hoạt động cũng như là EOS gì đây là điều mà chúng ta uh, rất là muốn xảy ra điều này đó không chỉ riêng là tốt với lại XRP mà cũng tốt với lại cả thị trường crypto này thì tại vì thường thường thấy được là trước đây đó SEC đó họ khởi kiện những dự án đó thì họ đều thành công và rất nhanh chóng nhưng mà liên quan đến XRP đó thì đây lại là một cái vụ kiện thường cảm thấy là khó khăn hơn và công ty Ripple đó cũng khá là soi mối những công việc mà SEC làm và cứ tiếp tục như vậy đó thì nếu như họ tìm được cái lỗ hỏng đó thì sẽ ảnh hưởng lâu dài về SEC sau này khi mà họ khởi kiện những công ty khác nó có thể là khó khăn hơn cũng như là những công ty khác có thể là dùng những cái tài liệu mà công ty Ripple kiếm được để mà bảo vệ họ cho nên vì lý do đó nếu như mà SEC thật sự là có cái gì đó mà không muốn cho ai biết thì họ sẽ không muốn luật sư của công ty Ripple tiếp tục soi mối nữa và có thể là kết thúc dự kiện này bằng cách là bắt công ty Ripple đóng phạt mà thôi. Các bạn nghĩ sao? Thì bạn hãy comment ở bên dưới.